Khi người lớn chuẩn bị đón Tết. Mua đồ Tết chưa? Các bạn lại hỏi mình mua đồ Tết chưa nhỉ? Mình không suy nghĩ về cái việc mua đồ Tết thì mình không biết được nữa. Tại vì chắc là già rồi, lớn rồi. Cái Tết của trẻ con với Tết của người lớn nó khác nhau hay sao ấy. Ví dụ như là ngày xưa Tết thì cũng bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là mình sẽ mặc gì ngày Tết, đúng không? Mùng 1 mặc gì, mùng 2 mặc gì, mùng 3 mặc gì. Xong rồi là nói chung là sẽ phải lung linh xinh đẹp để gọi là chụp ảnh check in đăng Facebook, đúng không? Ngày xưa là thế. Bây giờ lớn rồi là chỉ nghĩ cho là Tết là bánh chưng có thịt hay không thôi. Rồi Tết thì là kiểu như là quà cáp biếu xén, rồi là nói chung là thường sẽ phải lo mấy cái vấn đề đấy. Mình không biết được chứ 1-2 năm gần đây là người lớn rồi, là mình lớn rồi, mình già rồi hay sao ấy. Là bắt đầu kiểu như là mình cũng phải lì xì người khác rồi chứ mình không được lì xì nữa. Tức là mình vẫn có được lì xì lấy may từ gia đình. Ví dụ như là cậu gì, rồi là cô chú, tức là trong gia đình nhỏ, trong gia đình gần á, ấy thì vẫn được lì xì để lấy may. Còn lại thì ví dụ như là các em ở trong họ hay gì gì là bọn mình, là mình lớn rồi là mình phải lì xì rồi chứ không phải là chỉ nhận lì xì nữa. Còn nếu mà cô bác họ hàng mà kiểu không phải là thân thiết lắm thì mình thì không có lì xì, bởi vì là mình cũng lớn rồi, mình đi làm ra tiền rồi á. Đấy, nên là bây giờ là Tết của người lớn rồi, làm gì có được nhận lì xì với là kiểu háo hức cái bánh kẹo nữa. Bây giờ Tết á, cái niềm vui đấy là gì? Niềm vui đấy là được về nhà với cả bố mẹ, được quây quần, được sum vầy thế thôi, được gọi là cả nhà ngồi bên cạnh nhau nói chuyện, rồi là nghe nhạc Tết, rồi là xem táo quân, rồi là đón giao thừa, rồi là đấy mùng 1, mùng 2, mùng 3 cả nhà cùng vào thăm ông thăm bà, rồi là chúc Tết ông bà họ hàng làng xóm ấy. Kiểu đấy là niềm vui. Còn có rất là nhiều thứ phải suy nghĩ, tại vì là bắt đầu phải quà cáp biếu xén lì xì trẻ con rồi. Tết của người lớn là như thế rồi. Mặc dù là mình chưa lấy chồng nha, ở quê mình á thì thường sẽ là những người mà lấy chồng rồi, lấy vợ rồi, tức là những người mà lập gia đình rồi thì mới đi lì xì trẻ con. Nhưng mà mình thì vẫn được tính vào là người lớn rồi, tại vì do là mình đi làm rồi, mình kiếm được tiền rồi thì kiểu như là mình cũng không thể nhận lì xì được nữa ấy. Tại vì ở quê kiểu các ông, các bà, các cô, các chú kiểu ví dụ như là thu nhập người ta không có cao thì cái việc lì xì nó cũng là một cái khoản chi nó cũng nhiều. Nói chung là thường thì bọn mình sẽ lớn rồi, mình kiếm được tiền mình sẽ ngại không có nhận ấy. Ở đấy thì bọn mình sẽ lì xì cho trẻ con. Chứ bây giờ tự dưng kiểu mấy năm nay là mình không có suy nghĩ đến cái việc là mua đồ Tết nữa rồi. Tự dưng được hỏi cái câu này cảm giác như là kiểu mọi người vẫn nghĩ mình trẻ con ấy, mình già rồi, lớn rồi. Được tính là tính là người già người lớn rồi. Còn chưa qua Giáng sinh mà mọi người tính xa thế á. Thì đấy, các bạn trẻ con là chỉ những việc vị bắt rồi. Thực ra thì ai cũng đã bắt đầu lo lắng đến Tết rồi, tại vì là cái Tết là cái là ngày lễ lớn mà mọi người đều quan tâm ấy, nên là ai cũng bắt đầu nghĩ rồi, chẳng qua là mỗi người ở một cái hoàn cảnh khác nhau nghĩ khác nhau thôi. Ví dụ như các bạn bắt đầu nghĩ xem là mặc gì ngày Tết, đúng không? Rồi chụp ảnh check-in ra sao, tính toán xem là với cái gọi là gì nhỉ? Số lượng họ hàng, người thân, người quen thì mình sẽ được bao nhiêu lì xì, đúng không? Rồi sau đó, thậm chí là tính cái việc là sau khi mà có lì xì xong thì mình sẽ tiêu vào việc gì. Có bạn thì bây giờ máy đang sida là muốn là sau Tết là đổi máy. Có bạn là kiểu như là sau Tết là muốn dùng tiền lì xì để mua cái laptop, mua cái iPad, mua cái iPhone hay là gì đấy, thường hay là mua cái xe, đúng không? Thường là các bạn sẽ nghĩ như thế. Chứ bây giờ mình già rồi là mình không có khoản thu ngày Tết nữa rồi, là mình bây giờ mình cũng bắt đầu lo đến Tết rồi, nhưng mà mình sẽ lo là quà cáp biếu xén rồi là lì xì các thứ cho mọi người thôi. Ai cũng bắt đầu lo rồi, nhưng mà mỗi người lo một kiểu. Giờ là mình lo kiểu người lớn. Tự dưng được hỏi là chị mua đồ Tết chưa, thấy buồn cười vãi. Đấy, kiểu như là mình không nghĩ đến cái đấy nữa rồi, không biết luôn. Bây giờ là mặc cái quần què gì cũng được, nói chung là trong tủ có bộ nào đẹp nhất thì mặc thôi. Có năm nào mà kiểu ví dụ như là còn có rảnh thời gian, tại vì gần Tết là mình vẫn làm ấy, thì nếu mà có thời gian thì đi mua đồ. Mấy năm trước là kiểu đi mua đồ cho thằng Hưng ấy, mua cho thằng em ấy, thì trong lúc đi mua đồ cho nó thì ví dụ tiện mà mình mua được đồ cho mình luôn thì mua ấy, kiểu đấy. Bà già nắng lì xì đi nghèo như cho rách, chết mất rồi. Không, mình về quê thì mình là người lớn, chứ mình trên cái chat thì mình vẫn là em bé mà. Cái gì vậy, nói gì vậy, các bạn làm gì vậy, các bạn đòi lì xì của mình, các bạn phải lì xì cho mình chứ, đúng không? Về quê thì là người lớn, chứ ở đây thì vẫn là em bé mà. Đi chơi cùng Hằng Đàm gặp toàn chia cảm lạnh. Kìa, chuyện đi chơi với chị Hằng Đàm tới đâu? Thì là hôm qua là đưa Hằng Đàm đi, tức là đi mua đồ, mua quà các kiểu. Bọn mình đi vòng vòng thì bọn mình ra một cái shop kiểu decor ấy, shop của mấy bán cái đồ kiểu Giáng sinh các thứ xinh. Thế là mình mua được cái con cá voi với cả cái túi bánh đấy. Còn chị Hằng thì chẳng mua được cái gì. Xong bọn mình rẽ qua cái Uniqlo để định mua áo cho bố, nhưng mà không tìm được cái áo định mua. Tức là muốn tìm cái áo polo nhưng mà dài tay, tức là giống polo nhưng mà dài tay thì ở đây không có, chỉ có polo ngắn tay thôi. Thế là kiểu cũng chả ưng cái nào cả, thế là quyết định đi về. Thế là chả mua được cái nào. Xong rồi hai chị em lại dắt nhau đi đâu ấy nhỉ?
đi làm nail ở gần nhà mình á, thì ngày xưa mình nhớ như in là cái tầm này, tầm năm trước này, tầm này năm trước này là mình biết đến quán nail đấy, năm trước hay năm trước nữa nhỉ, năm trước hay sao ấy, mình biết đến quán nail đấy xong rồi là mình hay đây, đây nè, không nhìn thấy à? Thì cái quán nail đấy là ngày xưa mình cũng có làm rồi. Mình nhớ như in là cái khoảng trời tầm này năm trước ấy, là trời nó lạnh lạnh, xong rồi là mình qua làm nail. Thế lúc đấy mình làm một mình thôi á, thì bạn mình vẫn nhớ là bạn chủ quán nail đấy là bạn ấy bằng tuổi mình. Cái hôm đấy, cái hôm đầu tiên mình đến á, là mình làm ở đấy cũng muộn muộn, khoảng tầm 5-6 giờ tối á. Thì lúc ấy là có mình bạn đấy với cả một bạn nhân viên nữa ở quán, tức là chỉ có hai bạn thôi, có hai người thôi. Lúc đấy bạn ấy có một nhân viên thôi đấy. Xong rồi người yêu bạn ấy đến chờ bạn ấy làm xong để đón bạn ấy đi chơi. Đó, bạn ấy đi về đi chơi cái gì ấy, nói chung là tình cảm lắm. Đấy, thì năm nay quay trở lại thì vẫn thấy người yêu bạn ấy ngồi ở cửa đợi bạn ấy để đón bạn ấy về. Còn mình thì không còn đến một mình nữa mà mình đến hai mình. Nhưng mà không phải là với người yêu mà là với hàng đàm mà cũng ế luôn. Một lúc thì một lúc bọn mình đang làm nail á, thì có một chị mang một con mèo vào. Thì rất là ở cái quán đấy có một con chó tên là Chuối, con đấy cuốn người lắm, ai đến là nó cũng chạy ra tíu tít với đuôi hết á. Đấy, thế là một lúc sau thì có một chị mang con mèo vào, mà con mèo nó xinh dã man, con mèo kiểu tai cụp nhưng mà tròn như mặt con Doraemon luôn, xinh ơi là xinh, ai cũng khen cả quán cứ tấm tắc là ôi sao mà con này nó ngoan thế, nó xinh thế. Cái chị mà mang mèo đến á, là chị ngồi ôm mèo ở đấy, là nó cứ ngồi im như thế để cho ôm thôi, nó chả kêu gì cả mà nó cũng chả đi á. Sau rồi cái bạn chủ quán ấy, cái chủ quán nail ấy mới hỏi cái chị khách đấy là mèo nhà chị ngoan thế, chả bù cho mèo nhà em là nó cào em không trượt phát nào. Xong rồi chị bảo là bạn này được huấn luyện từ bé rồi. Xong rồi bạn chủ quán hỏi huấn luyện từ bé, chị huấn luyện kiểu gì hay đấy? Chị vả nó trước khi nó vả chị. À đâu, chị bảo là gì à, nó mà không nghe lời chị là chị vả nó trước, nó trước khi nó vả chị đấy. Thế là hàng đám mới bảo mình, người ta nuôi mèo, người ta vả cả mèo, đằng này nuôi mèo toàn để mèo cào thôi, tại vì hai con nhà mình nó đánh đá quá. Tức là hai con nhà mình là kiểu mình chiều nó ấy, mình không bao giờ đánh nó, nói chung là mình chỉ chửi nó thôi, mà chửi chơi chơi thôi chứ không có đánh nó hay mắng nó bao giờ cả. Thế nên là mèo nhà người ta là bị vả nhiều, nó ngoan lắm, nói cái gì nó cũng kiểu như là không dám đi đâu luôn, mà chủ bế là chỉ ngồi trên đùi chủ thôi, là không dám đứng dậy, không dám đi xuống đất luôn, không dám ho he cái gì cả, ngồi ngoan với trưởng ấy. Đằng này mèo nhà mình như hai con quỷ luôn, không hiểu cái gì. Thì lúc mà về á thì trả tiền làm nail thì trả hết 400 mấy ấy, sao 420 cả hai đứa hay sao ấy. Đấy, mình là chị hàng cùng làm mà. Xong rồi đến lúc trả xong rồi ra cửa xỏ giày thì hàng đàm mới móc trong túi ra mấy chục nghìn. Thì mình nghe hàng đàm, mình hỏi hàng đàm là bao nhiêu cơ, sao hàng đàm, tại vì lúc đầu là mình bảo là đi về nhá, thôi đi về nhá, không đi ăn nữa nhá, tại vì không có tiền mặt, mình không có một đồng nào, hàng đàm không có một đồng nào, đi mua cái gì là cũng quẹt thẻ với cả chuyển khoản hết, chứ không có một đồng nào hết á. Thế là mình bảo thôi không có tiền mặt thì thôi đi về, em còn cái bánh bao về ăn nốt cái bánh bao, hàng đàm bảo thôi. Xong rồi hàng đàm móc túi ra có mấy chục, hàng đàm bảo là vẫn đủ ăn. Đi qua kia đi tí nữa, vừa nãy chị thấy có một cái quạt cháo ở đấy ra, hỏi thử xem là cháo bao nhiêu tiền. Thì mình hỏi là hàng đàm có bao nhiêu tiền, thì mình nghe hàng đàm bảo 50,000 á. Thì mình cũng bảo thế 50,000 thì chắc cũng ăn được. Thế là quay ngược lại ra quán cháo, thì mình dừng xe lại, nhưng mà mình không xuống xe, mình bảo hàng đàm là vào hỏi giá trước. Tại vì không có tiền, không có đồng nào trong người luôn, thề luôn, có mấy chục nghìn. Thế hàng đàm mới chạy lo toan vào, hỏi rõ to luôn, cô ơi bao tiền một bát cháo sườn. Thôi cô bảo 15,000, cho hàng đàm quay ra, đấy có 15,000 một bát thôi, vào đây ăn. Ôi mà xô hổ đéo chịu được để luôn các bạn ạ. Tức là ở xung quanh còn có mấy người nữa ngồi ăn luôn, bao nhiêu người đứng đấy mà bà bảo là có 15,000 một bát. Đấy 15,000 một bát đủ, đi vào đây ăn đi. Thế mà mình mới bắt đầu dựng xe. Mình dựng xe xong rồi mình với cả hàng đàm vào ngồi ăn cháo. Thì gọi được hai bát cháo sườn ra. Thì gọi là cháo sườn thôi, thực ra là nó kiểu pha loãng lắm. Hôm bữa mình vừa ăn cháo sườn ở trên Shopee, kiểu Shopee Food ấy, là nó đặc với cả nó có sườn thật cơ. Đằng này cháo nó kiểu loãng loãng. Nói chung là 15,000 thì nó chỉ được thế thôi chứ cũng chả đòi hỏi gì. Thế là hai bát cháo cho nó ấm bụng, tại lúc đấy cũng đói lắm rồi mà đi cả ngày nó mệt ấy. Thế là ăn cháo, đang ăn á thì tức là hai bát là 30,000 đúng không? Cô chủ quán mới quay ra bảo là thế có ăn quẩy không? Sao hàng đàm quay ra được à? Không ạ. Xong mình bảo là gọi đi, quẩy ngon mà, hôm trước em vừa ăn cháo sườn xong cho quẩy vào ăn ngon lắm. Sao nào quay ra bảo điên nào, còn có 2,000 thôi. Xong mình bảo ủa thế là có bao nhiêu tiền, em tưởng là chị có 50,000 mà. 32,000. Ôi xong mình bảo 32,000 đấy, 32,000 mà đi ăn cháo tự tin đấy, có đúng 32,000 mà hai bát cháo là hết 30,000. Ôi rồi xong rồi hàng đàm, xong rồi mình cười, mình bảo ôi rồi thế chịu ấy, em cứ nãy em tưởng là chị bảo là có 50,000, nó ra là có đúng 32,000 luôn, đi ăn hai bát cháo hết 30,000 rồi, thế là còn đúng 2,000. Thế xong rồi ngồi ăn một lúc thì trước đấy là bên có hai bàn, một bàn bên này có một người, bàn bên kia có hai người đấy. Xong rồi mình với hàng đàm ngồi ăn một lúc thì hai cái bàn đấy đứng dậy đi về, xong hàng đàm mới bảo mình là
biết thế nãy không có hai cái bản kia ở đây thì mình bảo là cháu có 2.000 đó, cháu một cái quẩy ra chia đôi. Xong mình bảo ôi chết rồi tôi. Xong mình bảo là nãy chị hỏi người ta là bao nhiêu tiền một bát cháo, chị có giải thích là tại vì cháu không mang tiền mặt đâu. Đúng đúng. Xong bảo không. Xong mình kiểu mình vừa ăn mừng vừa thấy nhục luôn ấy. Buồn cười ấy. Mình bảo là mang ít tiền thì phải bảo là tại vì cháu không có tiền mặt chứ. Nói cứ như kiểu là mình không có tiền. Mà các bạn biết là trước đấy là nghe, trước đấy là kiểu mình còn nghe thấy bác chủ quán nói với cả cái bàn bên kia là cái gì mà mình với cả mình nói cái gì, hỏi gì hàng đàm là hỏi giá ấy. Xong bác ấy bảo là hỏi giá cũng được mà giờ người ta sợ chặt chém, là mình nghe câu đấy là mình đã nghi rồi. Tức là bác ấy nghĩ là mình với cả hàng đàm hỏi là bao nhiêu tiền một bát cháo sườn trước là bởi vì nó sợ là giá chặt chém ăn xong mới trả tiền thì nó đắt quá. Nhưng mà không phải, tại vì không có tiền. Nhưng mà hàng đàm không giải thích với cả bác bán cháo là tại vì chỉ có 32.000 thôi, hàng đàm không nói. Cái lùm má. Sau rồi bác và cháu vẫn cứ nghĩ là bọn mình kiểu đều có tiền đâu rồi. Sau rồi là sợ kiểu như là sợ bị chặt chém nên mới phải hỏi giá ấy. Buồn cười đấy, cả đái đó chịu được ăn hai bát cháo 23.000 quê. Buồn cười. Hôm bữa em cũng vậy mà kiểu ăn xong mới chuyển khoản á. À thì ăn xong chuyển khoản thì không sao, đằng đây là kiểu ví dụ như là không có một đồng nào thì chuyển khoản cũng thì còn đỡ buồn cười ấy. Đây có 30.000 đúng không, hiểu không, phải chẳng nghĩa mua thêm về 10.000 quẩy trả 10.000. Buồn cười á, mẹ nó quê. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đừng để khi người thân cần thì bạn lại bất lực. Mẹ chị bị gì vậy? Bác gái khỏe hơn chưa? Mẹ mình gãy chân đó mọi người. Mẹ mình lau cái cửa sổ hay là ngã gãy chân. Oh my god. Ngã vào cái chậu mai mà các bạn biết là cái đoạn mẹ mình ngã là nó ngắn lắm. Tức là một cái bậc cửa sổ xuống sân là nó rất là gần thôi, nó không có cao. Không phải là ngã cao đâu, chẳng qua là lúc ngã là mắc vào cái cây mai á, xong gãy ở cái bố mình có gãy cả một cành mai. Tức là mắc vào cây mai xong rồi là có cái chậu mai ở đấy, nên là đấy và thế là nó lủng lẳng cái chân luôn ấy, tức là cái cổ chân nó bị rời ra luôn ấy. Mẹ mình bảo cầm lên thì thấy nó lạo xạo. Bố mình bảo cầm lên thì lục lạc là biết ngay gãy chân rồi. Chị có biết cái vụ cháy xưởng xe ở Hồ Tùng Mậu không á? Chị thấy có xưởng xe á hả? Chị không biết. Chị thấy hôm qua chị thấy một cái tin như lướt qua thôi. Tại lúc đấy là đang ngồi ở sân bay chờ lâu quá, thế là có lướt qua thì thấy. Nhưng mà lúc đấy là mình không có tâm trạng để đọc nên là mình cũng chả biết. Nó là vội về quá. Mà hôm qua về lạnh vãi luôn, mặc mỗi một cái áo khoác, mỗi một cái áo cộc xong rồi là mang thêm một cái áo jean á. Tại mình không có mang áo lạnh đi vào Sài Gòn, và Sài Gòn nóng mà, nên là lúc về lạnh gần chết luôn. Các bạn biết là 12 độ C, đêm là 12 độ C là 11 giờ đêm là mình với cả hàng đàm là bước xuống máy bay là gió thổi gió hấp của người lên và lạnh. Không có áo mặc luôn, sợ ấy luôn ấy. Xong rồi là lúc mà mình đến viện đó, các bạn biết là thường thì viện là người ta sẽ có cái thời gian để thăm bệnh nhân ấy. Nhưng mà lúc mình với cả hàng đàm đến là khoảng tầm 12 giờ đêm rồi, thì lẽ ra là người ta không cho vào, nhưng mà người ta thấy hai con kiểu áo phong phanh kiểu trông khổ vãi xong rồi xách hai cái vali. Tức là mình với hàng đào là mỗi đứa kéo một cái vali luôn ấy, trông khổ ấy là khổ luôn. Đứng ở đấy thì lúc đầu là bọn mình định đi thẳng vào, xong bảo vệ ra hỏi là đi đâu đấy, xong bảo là em vào thăm người nhà, xong bảo là thăm người nhà sẽ thăm giờ này, kêu là mẹ em đang mổ thì tí nữa khoảng 1 giờ em mới mổ xong ấy thì giờ em mới về đây để thăm được. Thế là người ta thấy xách vali, thấy đi đường xa về khổ quá thì người ta cho vào. Thế là mới được vào xong rồi là cái thì người ta cũng có dặn là không được làm phiền những người khác ấy. Thế là bọn mình vào, bọn mình cũng xếp vali ở một chỗ xong rồi ngồi hành lang đợi thôi, không dám nói to gì cả. Chứ lẽ ra là không được thăm bệnh nhân 12 giờ đêm đâu, nhưng mà hôm qua là mẹ mình là phẫu thuật từ 6 giờ chiều ấy, nhưng mà kiểu như là phải nằm ở trong phòng, phải nằm để người ta kiểu như là người ta chăm sóc sau 6 tiếng sau khi phẫu thuật để người ta quan sát, để người ta kiểm tra xem là có làm sao không ấy, thì sau 6 tiếng đấy mới được đẩy ra phòng bệnh nhân. Thế là phải ấy tình người á. Ồ lúc đấy lạnh vãi cứt luôn ấy mọi người, 12 giờ đêm nha, lạnh run đùng cập luôn, là xuống taxi cái là hai đứa xách vali để đi vào để thăm mẹ luôn ấy. Cái thế là người ta mới cho vào, không xách vali chắc người ta cũng đuổi về chả cho vào đâu, tại vì đêm hôm người 12 giờ ai cho vào thăm bệnh nhân. Thế là vào thì là ngồi vào gặp bố, thì bố cũng bảo là bố đang ngồi đợi, thế là mấy bố con ngồi nói chuyện kiểu nhỏ sợ ảnh hưởng mọi người. Đấy cả viện cũng không có đông lắm. Về tất cả là viện quốc tế là rất là kiểu cảm giác là yên tĩnh với cả sạch sẽ, không có vấn đề gì. Thế là sau lúc sau mẹ mình mới ra, cho mẹ mình mắng, mẹ mình kêu là sao ta bảo là con Hằng về thôi cơ mà, con Huyền mua vé rồi thì để hôm nào về sau chứ ở đấy mà chơi chứ về làm gì. Xong rồi chị Hằng bảo là thế bây giờ mẹ ngã như thế nó ở đấy nó chơi được à? Đấy thế là thôi, xong rồi mẹ mình kiểu
mẹ mình, tức là mẹ mình vừa được đẩy cho phòng phẫu thuật ra, mẹ mình đã bắt đầu mắng mình rồi á. Xong rồi bọn mình bảo tôi nói ít thôi, đau thì nói ít thôi chứ nói nhiều quá. Mà kiểu vừa được đẩy ra luôn ấy, vừa đẩy xe từ phòng phẫu thuật ra đã. Thế ta bảo con Huyền không về cơ mà về làm gì, sợ thật đấy. Trông vẫn khỏe lắm, vẫn quát được, vẫn mắng được mình ấy, không sao. Mẹ vẫn có sức mắng là vui rồi ạ. Ừ. Xong rồi tự dưng mình ngồi trên taxi với cả ngồi trên máy bay, trong đầu mình nó cứ văng vẳng cái câu mà trước mình đọc rất là nhiều trên mạng ấy, đấy là lũ trẻ nghĩ còn mẹ là còn Tết. Ừ, cái xong mình thấy đi, mình thấy kiểu như là thấy miễn là còn mẹ là còn Tết ấy, chứ còn nếu mà không có mẹ thì Tết đúng là Tết chả còn ý nghĩa gì nữa ấy. Thế trong đầu mình cứ nghĩ đến cái câu đấy là còn mẹ là còn Tết ấy. Thế là sốt ruột chỉ muốn về luôn thôi à. Em sợ cảnh ba em đi nằm viện quá chị ạ, à, cảm giác đau lòng nào cũng vượt qua được, mỗi chuyện về bố và em gái thì chịu à. Ừ đúng rồi, nói chung là không có gì đáng sợ bằng cái việc là đến cái lúc mà người thân mình gặp vấn đề mà mình không có đủ khả năng ấy. Nói chung là cái đợt này một là mẹ mình cũng không bị quá nặng này, thứ hai là cũng được chăm sóc y tế tốt nữa, tại vì cái bệnh viện đấy là cậu mình kiếm, nên là nói chung là được dịch vụ của họ rất là ok, gần như là người nhà không phải làm gì cả, họ thay quần áo, họ chăm sóc hết từ A đến Z, rồi là bữa chính bữa phụ, rồi họ để ý cái kim truyền này, rồi họ thay băng, rồi họ làm hết từ A đến Z luôn. Tức là cái viện phí nó rất là cao, nhưng mà được một cái là họ chăm sóc rất là tận tình ấy, làm mình càng cảm giác là đồng tiền nó quan trọng ấy. Tại vì nếu mà không có tiền thì những cái lúc cái trường hợp như thế thì thực sự là khổ lắm. Ví dụ như là bị nặng hay là bị làm sao thì lúc đấy không có tiền thì biết làm nào, chưa kể là đâu có được những cái dịch vụ mà như thế, đúng không? Đấy, tự dưng lúc đấy mình cảm thấy là tiền nó với cả sau đó tức là mình suy nghĩ rất là nhiều tối qua đến giờ ấy. Một là cái việc mẹ mình đi viện thì nó cần chi phí, đúng không? Cần chi phí nằm viện này, chi phí chăm sóc này, các thứ này. Ngoài ra thì cái việc mà nghe tin mẹ bị ngã ấy, là bọn mình có thể đặt vé đi về luôn chứ không phải chờ đợi một cái gì cả, trường hợp mà không có tiền nhá. Tức là mình với cả hàng Đàm cũng không phải là không có tiền, nhưng mà bọn mình sẵn sàng bỏ tiền để về luôn. Nhưng mà trường hợp mà không, tức là trường hợp mà sẵn sàng bỏ nhưng mà không có ấy, thì nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Thì tức là tự dưng mình nghĩ đến cái việc là trường hợp mà không có tiền ấy, cái lúc đấy mà kiểu muốn vét sạch túi ra mà vẫn không có đủ tiền để đặt vé máy bay về thì chắc là sẽ buồn lắm. Mình với hàng Đàm thì không phải là giàu, cũng chẳng có dư giả gì cả, nhưng mà ít nhất thì đến lúc cần thì vẫn có thể vét sạch tiền ra để về hay là như thế nào đấy. Sau tự dưng mình càng cảm thấy là đồng tiền nó thực sự rất là quan trọng. Mình nghĩ là năm mới mình phải chăm chỉ hơn để kiếm tiền thôi, nhưng mình không thể kiểu như là trì trệ như thế này được nữa, mình lười quá. Drop some money, dropping all my money.